Alo chú nha, em có con 118 Super ha. 587. 18 này thì đời cũ để biết đời nào bao nhiêu ha. Nhưng mà đẹp như máy mới luôn. Này, mặt tiền ha. Dùng con này thì về chùi vít lửa lụm. Vừa coi, hơi căng quá vừa. Bỏ Con luôn này cái không biết bao nhiêu cc luôn ha, nhưng mà sơn lại là cho luôn nhưng á. mà quéo dữ lắm nha. Chạy nước sơn rin ha. Hay á. Garanti từng tiếng ha. Rồi, hàng thiệt thì không cần phải quảng cáo nhiều ha. Sơ lược là lụm ha. Đó. Bê tông này riêng bao qua ngang nha. Đây, quay cho chú xem lọc gió luôn nè. Trắng tươi ha. Bình xăng con ha. Hãy núm này thì nó có gờ dưới. Cạch nè. Rồi, kéo là nổ nha. Con này rất là mới ha. Trái khế nè, chưa giấu luôn hả. Bơm nhớt nè. Nước sơn nè, nước sơn rin nha. Dùng con này đẹp. Ốp làm nè, quên nè. Ốp làm ha. Quá đẹp luôn. Không có làm nha. Miếng này bằng mũ ha.